Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm có chia sẻ video cách làm cơm rượu miền Nam thì cũng có yêu cầu Diễm làm cơm rượu nếp thang. Thì hôm nay Diễm quay video này. Cơm rượu nếp thang á, thì mình làm cũng gần như tương tự với lại cơm rượu miền Nam. Nhưng mà mình cần lưu ý một vài điểm để cho cơm rượu của mình khi làm xong nó ngon và nó không có cái vị đắng. Cách làm cũng đơn giản lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món cơm rượu nếp thang với Diễm nha. Ở đây Diễm có 500 g nếp thang, thì cái nếp thang này là của Thái Lan, Diễm mua ở trong tiệm Việt ở bên đây nè. Thì nếp á, để làm cái cơm rượu nếp thang mình không có nên dùng nếp mới mà mình dùng nếp cũ thì cái cơm rượu của mình nó sẽ ngọt hơn. Bây giờ mình mang mình đi vo rửa cho thật là sạch ha, thì Diễm xả nước có khoảng từ 2 tới 3 lần. Sau đó mình sẽ cho cái nước mát ha, không nóng mà cũng không lạnh vào trong cái nếp này và mình ngâm. Thời gian ngâm á, thì cũng không có cần nhiều, 30 phút á, thì Diễm thấy mình mang mình đi nấu là được. Sau 30 phút á, mình thấy cái hạt nếp nó cũng đã nở ra như vậy. Bây giờ mình đổ ra trên cái rây cho nó thiệt là ráo nước nha. Lưu ý là ráo nước tại vì mình sẽ canh lượng nước cho đúng để mình nấu cho cái cơm của mình nó ngon. Sau khi để ráo nước được 5 phút thì mình cho vô nồi cơm điện mình nấu bình thường. Thì lượng nước á, Diễm có lưu ý như vậy. Cái nếp của Diễm nó cũ á, vì vậy Diễm đông 680 ml nước. Còn nếu mà cái nếp mình mới hơn á, thì mình đông 650 ml. Để biết được nếp cũ hay là nếp mới á, mình cứ coi cái ngày sản xuất ở trên cái bao bì. Khi nấu thì mình dùng chức năng nấu cơm bình thường để mình nấu. Và dưới cái lượng nước và cách nấu như vậy thì Diễm thấy mình cũng có thể nấu xôi nếp thang ăn cũng rất là ngon. Bây giờ Diễm đi pha cái phần nước muối thì Diễm có 5 g muối, mình dùng muối không có iốt là được ha. 250 ml nước sôi. Mình khuấy lên cho muối nó tan đều và mình để cho nguội. Bây giờ mình quay qua kiểm tra nồi cơm điện, chắc là nếp của mình cũng chín rồi. Nếp chín nó rất là ngon, tức là nó không có bị nhão và nó cũng không quá khô. Tại vì khô quá thì mình làm cái cơm rượu nó không có ngon. Còn nhão quá thì nó lại bị lạt và cái hạt nếp mình ăn nó không, nó thiếu đi cái độ giòn. Đó, cái hạt nếp như vậy thì rất là chuẩn. Bây giờ á, Diễm múc cái xôi này ra một cái mâm to ha. Mình nên dùng cái mâm có cái thành cao cao, tại vì mình sẽ trộn cái nếp này nữa. Sau khi múc ra rồi á, thì mình để nguội khoảng 20 phút, tùy nhiệt độ nhà mình ha, nhiệt độ nhà Diễm nó mát á, vì vậy Diễm để 20 phút. Về men á, thì Diễm có 7 viên men, Diễm cân được 5 g. Đây là cái gói men Diễm dùng thì nó sản xuất ở Việt Nam. Mình làm cơm rượu nếp thang á, thì mình sẽ sử dụng cái lượng men nhiều hơn là cơm rượu miền Nam. Tại vì nếp thang cái vỏ nếp á, nó dày hơn đó, mình cần nhiều để cho nó lên men nhanh. Mình sẽ nghiền cho cái phần men này nó thiệt là nhuyễn ha. Nó nhuyễn ra hết á, thì nó dễ thấm vào nếp hơn. Sau 20 phút á, Diễm kiểm tra thì cái khay nếp này nó vẫn còn ấm nha. Không có nên để cho nó nguội, tại nó nguội lên men rất là khó. Cái lượng men á, Diễm sẽ chia ra, Diễm cho làm 3 lần. Thì mình cứ rải đều lên trên cái mặt nếp như vậy. Thì sau cái lần rải đầu tiên á, Diễm còn cái lượng men. Đó, mình rải làm sao mình chia đều ra làm 3 lần là được. Rồi mình dùng một cái muỗng á, mình nhúng cái muỗng vô trong cái nước muối và bây giờ mình trộn cho cái nếp và cái men nó đều với nhau. Mình trộn khoảng 1-2 lần á, thì mình lại nhúng cái muỗng vô trong cái chén nước muối á, giúp cho nó không có bị dính và khi mà mình làm xong cái cơm rượu của mình có một ít nước cũng là ngon. Diễm cũng có thử dùng tay trộn á, mà tay trộn nhìn nhiều khi hơi mất vệ sinh, vì vậy mình dùng muỗng ha, nhưng mà Diễm làm thử trộn bằng tay thì Diễm thấy cái cơm nó ngon hơn á. Sau khi trộn đều hết rồi thì mình lại tiếp tục mình rắc men lên. Mình rắc 1/2 lượng men ha. Và mình cũng nhúng cái muỗng vô trong cái chén nước muối á. Và mình lại tiếp tục mình trộn cho đều. Rồi mình rắc hết cái phần men còn lại, vậy là xong. Cái chén nước muối á, sau khi mà mình trộn đều hết thì nó còn khoảng cỡ 1/3 ha. Đó, Diễm trộn lên cho đều như vậy. Khi mà mình thấy thiệt là đều hết, mình không còn thấy cái men trắng á, thì mình dùng một cái hộp. Thì cái hộp mình nên dùng cái hộp sạch ha, và nó có cái nắp đậy thiệt là kín á, và mình không có nên cho nếp vô thiệt là đầy, mình nên chừa một cái khoảng cỡ từ 4 cho tới 5 cm. Mình cũng lấy cái muỗng á, mình nhúng vô chén nước muối và mình múc cái nếp này vô trong cái hộp. Mình cứ múc đều vô thôi.
Sau khi mà mình múc vô đều hết thì mình đậy nắp kính lại và mình mang đi ủ. Thì ủ cơm rượu á, mình nên ủ ở cái nơi mà nó nhiệt độ nó ấm á, khoảng từ 28 tới 30 độ C, không có ánh sáng luôn á. Diễm thì Diễm dùng thêm cái túi màu đen này nè, Diễm cột lại cho nó kín. Và ủ cơm rượu này mình cần lưu ý là thời gian nó không có lâu, từ 3 cho tới 4 ngày tùy cái nhiệt độ nhà mình. Thì nhiệt độ nhà Diễm á, Diễm ủ 4 ngày thì Diễm thấy nó rất là chuẩn. Đây là cơm rượu mà Diễm đã để được 4 ngày, Diễm làm nó sáng thứ hai thì sáng thứ năm á Diễm khui ra. Tại vì cơm rượu nếp than nó khác cơm rượu miền Nam là nếu mà mình để lâu quá nó sẽ bị đắng. Vì vậy á, sau 3 ngày mình nên mở ra mình kiểm tra. Đó mình thấy có cái nước như vậy và cái mà khi mà mở nắp á, thì cái mùi men nó lên rất là nồng ha. Và ăn á, nó sẽ có một cái vị là nó chua chua ngọt ngọt. Nó không phải thiệt là ngọt như cơm rượu miền Nam. Như vậy á, là mình mang mình cất tủ lạnh liền. Còn nếu mà mình để lâu quá thì nó sẽ có cái vị đắng nha. Diễm lưu ý như vậy. Cơm đồ đạc á là mình nhìn cái hạt nếp nó vẫn còn và nó rất là bóng luôn. Và nó ẩm chứ nó không phải thiệt là khô. Lượng nước so với cơm đồ miền Nam thì nó không có nhiều. Đó, nó chỉ có một tí xíu như vậy thôi. Cơm rượu nếp than này thì ăn rất là bổ dưỡng tại nhờ những cái thành phần dinh dưỡng có trong cái hạt nếp than. Và như Diễm nói đó, cơm rượu vừa đạt là mình phải cất vào trong tủ lạnh liền để tránh cho cơm nó bị đắng. Khi ăn á, thì mình có thể ăn không hoặc là mình ăn chung với lại sữa chua cũng rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món cơm rượu nếp than. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt!